Chào các em, Trái đất là hành tinh có sự sống là vì trái đất có nhiệt độ vừa phải, có đủ nước và oxy để duy trì sự sống. Trái đất chuyển động quanh mặt trời hết khoảng 365 ngày, đó là thời gian của một năm. Khi chuyển động, trục trái đất luôn nghiêng về một phía. Trong một năm có thời gian bắc bán cầu nghiêng về phía mặt trời, lúc đó bắc bán cầu sẽ nhận được ánh sáng từ mặt trời. Thời gian đó ở bắc bán cầu là mùa hè, còn ở nam bán cầu là mùa đông ngược lại khi ở nam bán cầu là mùa hè thì bắc bán cầu sẽ là mùa đông khoảng thời gian chuyển giữa mùa hè và mùa đông gọi là mùa thu giữa mùa đông sang mùa hè gọi là mùa xuân tìm hiểu về trái đất sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một mô hình chuyển động của trái đất các em nhé để xây dựng được mô hình chúng ta cần chuẩn bị các nguyên liệu và dụng cụ sau đây đèn sửa ốc vít tua vít tay vặn lục giác và các mô hình chuyển động của trái đất. Các em có thể tự làm mô hình của bản thân bằng các nguyên liệu dễ kiếm như bìa, gỗ, băng dính hai mặt, thước, bút chì và kéo để tự làm cho mình một mô hình riêng nhé. Ngay bây giờ, cô sẽ hướng dẫn chúng ta lắp ráp mô hình chuyển động của trái đất. Các em thân mến, chúng ta đã xây dựng xong mô hình chuyển động của trái đất. Đây chính là mặt trời. Quả bóng to là trái đất, còn quả bóng nhỏ chính là mặt trăng. Bây giờ cô mời các em nêu lại các bước xây dựng mô hình và thực hiện làm sản phẩm của mình. Khi thực hiện xây dựng mô hình, các em nhớ làm theo các bước trong sách hướng dẫn nhé. Chào các em, ở buổi học trước chúng ta đã xây dựng được mô hình sự chuyển động của trái đất Hôm nay chúng ta cùng nhau khảo sát mô hình này nhé Để thực hiện được thí nghiệm chúng ta cần chuẩn bị Một chiếc đèn Mô hình chuyển động trái đất Hai cảm biến ánh sáng Bộ chuyển đổi Hai cảm biến nhiệt độ Máy vi tính đã cài phần mềm COS7 Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát sự khác nhau về nhiệt độ giữa xích đạo và hai cực. Kem kết nối hai cảm biến nhiệt độ với máy tính thông qua thiết bị Wi-Fi. <laughs> Tiếp theo, kem mở phần mềm Code 7 và chọn file hệ mặt trời, đo nhiệt độ bây giờ chúng ta tiến hành bật đèn sửa thay cho mặt trời và các em sẽ đặt các cảm biến vào vị trí xích đạo và địa cực so sánh nhiệt độ giữa hai vị trí này Như vậy là cô vừa thực hiện xong một bước so sánh nhiệt độ giữa hai vị trí là xích đạo và địa cực. Các em sẽ làm tương tự trong các ngày hạ trí, đông chí xuân phân và thu phân. Em nhớ ghi lại kết quả vào trong bảng nhé. Nhiệt độ mà các em ghi vào bảng chỉ là nhiệt độ đo được trên mô hình. Trong thực tế, nhiệt độ trung bình tại xích đạo và cực bắc vào tháng 3, 6, 9 và tháng 12 giống như bảng số 5, trang số 50 năm. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát sự khác nhau về cường độ ánh sáng nhận được giữa hai bán cầu. Đầu tiên, các em vẫn kết nối hai cảm biến ánh sáng với máy vi tính. Bước số 2, chúng ta mở phần mềm cốt 7 và vào file thư viện, chọn hệ mặt trời đo cường độ sáng. bật đèn sưởi thay cho mặt trời và các em sẽ đặt cảm biến ánh sáng để đo cường độ sáng hai nửa bán cầu. Các em nhớ ghi kết quả vào trong bảng nhé. Như vậy là cô đã hoàn thành công việc của chúng ta đó là khảo sát và ghi kết quả vào trong bảng. Các em hãy nêu lại các bước làm và ghi kết quả vào trong bảng, so sánh, thảo luận với nhau, giải thích tại sao có mùa hè và mùa đông. Chúc các em học tập thật vui vẻ và hẹn gặp lại các em trong các thí nghiệm tiếp theo.